Rồi, em xin chào cả nhà nha. Hôm nay em thi trong cái tranh dáng tràng 3D bầu trời mây, có chim bồ câu nữa. Bồ câu là tượng trưng cho sự hòa bình. À, cái màu nó bị phản xạ ánh sáng, nó hơi tối chút xíu, để mình ra bên này mình quay thử nó có cái gì khác không. Bật đèn lên em. Đó, chúng nó bị khúc ngay chỗ cái lam thạch cao gì kìa. Sao ta, hôm nay mình dán chất liệu này là chất liệu BB. Cho nên chút xíu mình phải dịp mí vô. Nếu mà tranh cổ vải thì cỡ đây thì một lượng vải là xong ngay. Mà đây khách yêu cầu dán BB thì mình ăn chất liệu BB. Bầu trời sao mình đưa quay cận cảnh luôn, quay cận cảnh luôn nha. Thì mình thấy in rất là nét, từng cái ngôi sao bầu trời, từng cái cành hoa, chắc là hoa anh đào quá ta. Cái này nó là hoa tulip. Nhiều hoa quá, giờ mình người ta có bán bán cây á trong hả? Đúng rồi. Như nó có đèn hát tràng á, hãy bật cho có ánh sáng. Vậy bật cái đèn hát tràng lên thì nhìn bức tranh còn tối hơn nữa, nhưng mà đẹp. Đường cao thì có vấn đề gì không? Là mình đã xử lý cái mặt bằng này láng hết rồi nha, xử lý mặt bằng rất là láng trước khi làm. Mình lau mấy cái bụi có thể vậy thôi, dùng khăn sạch lau bụi. Thank you.
Ui, mấy ngày nét này sống gì dữ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.